Xin chào các bạn nhé. Tùng đang trên đường lên xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay Tùng lại tiếp tục vào nghệ nhân Hoàng Tiến. Đó, nghệ nhân Hoàng Tiến là nghệ nhân làm lồng chim chào mào. Thì hôm nay Tùng tiếp tục lên phần 3 cho mọi người về cách hướng dẫn dựng lồng chim, dựng khung lồng chim chào mào. Đó, và phần 3 này thì Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp chân báng súng, chân quỳ. Đấy, chân báng súng là một này và chân quỳ là hai này. Đấy. Và hoa lá đề và hoa văn, có nghĩa là chỉ chân. Và tiếp đến nữa là cửa. Thì mọi người nhớ theo dõi clip của Tùng nhá và đăng ký kênh ủng hộ Tùng. Đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận tất cả các clip mà Tùng sẽ lên cho mọi người tham khảo. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào nghệ nhân Hoàng Tiến. Vâng, đây là nghệ nhân Hoàng Tiến anh em nhé. Thì đây như phần 1 và phần 2 Tùng cũng có đã hướng dẫn anh em là dựng khung lồng chim chào mào. Phần 1 là làm đáy và làm nóc, và phần 2 là dựng khung, lên khung. Và khi chúng ta lên khung rồi thì chúng ta sẽ được một chiếc khung, bộ khung như thế này. Và tiếp tục Tùng muốn lên cho anh em tham khảo về phần 3, tức là chúng ta sẽ ghép hoa chân, chân quỳ. Hôm nay thì Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người là hướng dẫn là cho anh em là dựng, gọi là thứ nhất là ghép chân quỳ lá đề, và thứ hai là dựng chân báng súng. Đó, hôm nay thì Tùng sẽ hướng dẫn cho anh em hai mẫu, một là chân quỳ lá đề, hai là báng súng. Thì mọi thông tin chi tiết, ví dụ như là về link Facebook của Hoàng Tiến, thì Tùng sẽ đặt dưới phần bên dưới phần mô tả, thì anh em nào cần tham khảo hoặc là cần hướng dẫn gì thêm thì anh em cứ liên hệ với Facebook Hoàng Tiến. Và anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng và đừng quên bấm chuông thông báo để nhận tất cả các clip của Tùng nhé. Nếu anh em thấy hữu ích thì anh em hãy like và chia sẻ cho mọi người, anh em bạn bè được biết, để họ có thể là biết cách để làm theo, làm tại nhà chúng ta được. Và ngay sau đây thì bước đầu tiên Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách vào bộ chân quỳ lá đề. Mọi người nhớ theo dõi nhé. Cái này là anh khoan sẵn. Đây Tùng xin giới thiệu cho mọi người, đây là một bộ chân quỳ lá đề này. Đây, như mọi người thấy đây là lồng tre mọi người nhé, chân quỳ lá đề bằng tre này. Đó, đây là lá đề mọi người nhé, lá đề này lá đề trơn, còn một số anh em sẽ sử dụng lá đề là có hoa văn ở viền. Đó, còn đây là lá đề trơn. Trước khi chúng ta ghép thì chúng ta phải tính, chúng ta sẽ phải khoan lỗ trụ. Đó, chúng ta phải khoan lỗ trụ này, rồi chúng ta tính làm sao, và chúng ta phải khoan lỗ chân trước để khi chúng ta đóng chốt là chốt chân và trụ, chốt trụ và chân nó sẽ ăn nhau. Và khi chúng ta lắp chân vào lồng thì nó phải còn được lại hở lại như thế này. Đó, không, nó không lồi ra như thế này và nó không thụt vào như thế này. Mà khi chúng ta phải tính làm sao để cho nó vừa hết cái độ vát của cái chân thì nhìn nó sẽ đẹp. Đó, chúng ta phải khoan lỗ trước này, chúng ta phải tính làm sao để cho nó vừa với tim, để khi chúng ta lắp là nó phải còn lại được như thế này. Đấy, như mọi người đã thấy. Và sau đây thì nghệ nhân Hoàng Tiến sẽ thao tác cho mọi người xem mọi người nhé. Thank you.
Và tiếp tục là chúng ta ghép hoa mọi người nhé. Ghép lá đề. Lá đề thì chúng ta sẽ mặt cạnh chân chúng ta sẽ ghép bằng mặt chân như thế này. Để chúng ta sẽ ghép bằng mặt chân thế này. Và mặt trên sẽ phải khít. Nếu mà chưa khít thì chúng ta sẽ có thể mài. Chúng ta có thể mài đầu đi một chút. Đó, như mọi người thấy, chúng ta mài đầu đi nó sẽ khít vào mặt chân. Và chúng ta tạm thời là chúng ta sẽ nhỏ keo vào để cho nó giữ cái vị trí của nó. Đấy mọi người nhé, chúng ta sẽ nhỏ keo qua một chút để nó sẽ giữ cố định cái vị trí đó. Và sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ chốt lại cho chắc chắn. Và mọi người nên nhớ là ở cái mặt này chúng ta sẽ đây là lồng chỉ nổi, nên là chúng ta sẽ tính làm sao để cho cái hoa của nó sẽ được nằm như sao như vậy đó, như mọi người thấy thì nó sẽ có đường cong của cái hoa, của cái lá, nó sẽ đẹp hơn. Sau khi làm chân và lá xong thì Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách vào cửa của cái lồng chân quỳ lá đề này. Đấy đây nhá, mọi người nhìn lại nhá, góc chân này. Đó, góc chân này mọi người nhìn này. Đó. Vâng, sau khi làm xong thì chúng ta đã được một chiếc lồng với 4 cái chân quỳ và 4 cái và 4 cạnh là 8 cạnh lá đề như mọi người đã nhìn thấy. Thì sau đây thì nghệ nhân Hoàng Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em chốt lá vào khung và vào chân mọi người nhé. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ chốt nó lại, chúng ta phải khoan đóng chốt lại và chúng ta vào keo thì nó sẽ chắc. Nếu chúng ta chỉ gắn keo nguyên như thế này, khi chúng ta va trồ thì cái hoa này sẽ rơi, nên là chúng ta sẽ phải chốt nó lại. Đây, ngay sau đây thì Nghệ Nhân Hoàng Tiến sẽ khoan chốt cho mọi người xem. Đầu tiên chúng ta khoan chốt hoa vào chân. Đó, chúng ta sẽ khoan chéo vào chân. Thank you.
khoan hoa hoa vào khung thì chúng ta nên chỉnh lại mũi nó ngắn lại, để khi chúng ta khoan, nếu mà chúng ta có nhỡ tay chúng ta nó cũng không thể có bục lên lên trên chốc khung được mọi người nhá. Đấy, như người dân Hoàng Tiến đã chỉnh cái mũi khoan ngắn lại, chúng ta khoan thoải mái, nó không thể bục khung được. Sau khi chúng ta khoan xong thì chúng ta lật ngửa lồng lên và chúng ta là tiến hành là đóng chốt. Sau khi đóng chốt xong thì chúng ta sẽ nhỏ keo cố định cái chốt đấy. Đây, như mọi người thấy, lỗ chốt vào chân và lỗ chốt vào khung, và chúng ta sẽ đóng chốt. Nếu chốt có thừa thì chúng ta sẽ lấy một con dao thật sắc, chúng ta sẽ gọt nhẹ nhàng để cho nó vừa hết với cái hoa của chúng ta, sẽ không bị ăn vào hoa. Đó các bạn, ngay sau khi chúng ta đã khoan chốt xong và đóng chốt xong thì chúng ta sẽ được một bộ chân hoa lá đề, chân quỳ lá đề rất chắc chắn. Và chúng ta khi chúng ta hoàn thành thì chúng ta sẽ nhỏ keo vào những cái chốt chân này. Đó, nếu mà chúng ta có va trồ vào những cái chân và cái chốt và cái hoa này thì nó sẽ không bị bong như chúng ta là gắn keo không. Và tiếp tục là nghệ nhân Hoàng Tiến sẽ hướng dẫn chúng ta là cách lắp cửa của bộ của bộ lồng chân quỳ lá đề này mọi người nhá. Đây mọi người nhá, đây là bộ mặt hổ phù này, chốt khay này, chốt khay phân này. Thì đầu tiên thì chúng ta trước khi lắp cửa thì chúng ta sẽ phải vào mặt hổ phù này trước, và sau đây thì nghệ nhân Hoàng Tiến sẽ gắn mặt hổ phù này cho mọi người xem, và mọi người nhớ theo dõi này. Đầu tiên là mình phải cắt một đoạn là mình cắm để làm cái chốt khay. Đó, và chúng ta sẽ xỏ nan từ trên xuống qua quạnh ngoài của mặt hậu phù. Và tiếp tục chúng ta sẽ xỏ vào nan giữa. Đấy, nan giữa này là sẽ là cái nan để chúng ta tút lên tút xuống để nó chặn cái phân. Sau khi chúng ta nhỏ keo vào thì cái mặt hộp phù này chúng ta tút cái nan này lên thì nó sẽ lên được. Đấy, như mọi người thấy. Đó. Và tiếp tục là cửa mọi người nhá. Cửa thì đây là một bộ cửa của bộ lồng chân quỳ lá đề. Ở đây thì cửa nó sẽ có 3 nan giữa và 2 nan cạnh. Đó, đấy là cửa trên. Còn đây là cửa dưới. Cửa dưới thì nó sẽ có 7 lỗ nan mọi người nhé. Thì ví dụ như là như Tùng nói ở đây là có 5 nan giữa đấy, 5 nan ở khung trong và 2 nan ở ngoài. 2 nan ngoài này chúng ta để thủng để khi chúng ta kéo lên, chúng ta kéo lên thì cái cửa này, thanh cửa này nó sẽ chạy ở trên 2 nan ngoài cùng này mọi người nhé. Đấy, như mọi người thấy. Và chúng ta khi chúng ta tính, chúng ta làm sao để hai cái bộ lỗ của cửa này
nó phải ăn khớp với lỗ của vanh khung lồng. Bởi vì khi nếu mà chúng ta không chúng ta khoan nó bị háy nhau. Nó bị háy nhau thì khi chúng ta kéo cửa lên chúng ta sẽ không thể kéo nổi. Đó, chúng ta không thể kéo nổi. Và nếu mà chúng ta kéo được thì nó sẽ dẹo cửa, nhìn nó sẽ rất xấu, nên là chúng ta phải riêng bộ cửa này là chúng ta phải làm rất chuẩn về cái đường lỗ nan của cửa và của khung. Đây như mọi người thấy thì nghệ nhân Hoàng Tiến đang vào cửa cho mọi người xem. Chúng ta sẽ vào hoa cửa dưới trước. Chúng ta xỏ nan vào và chúng ta sẽ nhỏ keo. Sau hướng dẫn anh em cách làm thôi nha, còn nan này chưa gắn keo là nan bỏ, nan hỏng. Cái này thì mọi người thông cảm là cái nan này là nó có lỗi nên là nan này sẽ bị loạn. Đây là nghệ nhân Hoàng Tiến lên video hướng dẫn cho anh em nên là chỉ gọi là cắm qua vào thôi. Khi chúng ta vào như thế này rồi, chúng ta sẽ đặt một cái cư như thế này để chúng ta cắt bỏ nan và nó sẽ thừa như vậy để chúng ta cắm cái thanh cửa trên này vào. Đó, chúng ta sẽ cắm cái thanh cửa trên vào và chúng ta nhỏ nan vào. Đấy, như mọi người thấy. Đấy, như mọi người thấy, đã hoàn thành xong một bộ cửa và chúng ta có thể là kéo lên kéo xuống được. Đây là không nhỏ nào, chưa nhỏ keo nên chúng ta ví dụ kéo xuống nó sẽ tụt nan. Đó, khi chúng ta làm xong thì chúng ta nhỏ keo vào 5 nan bên trong và 2 nan bên ngoài. Chúng ta tránh không được nhỏ keo nhé mọi người nhé. Không là nhỏ keo vào 2 nan bên sườn này là chúng ta sẽ không thể kéo nổi cửa lên nữa. Đó, vậy là Tùng đã hướng dẫn xong cho mọi người là cách lắp bộ chân quỳ lá đề và cửa của lồng chân quỳ lá đề và mặt hổ phù. Thì kế tiếp đây là Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách lắp, cách vào chân của lồng bắn súng. Đây mà là một chiếc lồng bắn súng mọi người nhé. Bắn súng này là chân là mẫu là chân tròn và hoa chỉ. Đó, tiếp đến là Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách lắp bộ chân trụ, gọi là trụ bắn súng chân tròn, hình thức là chân tròn mọi người nhé, chân bo tròn và hoa chỉ. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng và chia sẻ cho mọi anh em bạn bè được biết để chúng ta có thể là tự chúng ta dựng khung chào màu, dựng khung lồng chào màu ở tại nhà chúng ta mà chúng ta không cần phải ra xưởng. Và anh em nào có thắc mắc về lồng chim hoặc là chúng ta cần biết thông tin về gì thì chúng ta sẽ có thể liên hệ với Facebook Hoàng Tiến. Link Tùng sẽ đặt ở bên dưới phần mô tả cho mọi người có thể dễ liên hệ hơn. Vâng, đây mọi người, Tùng xin giới thiệu là bộ chân tròn bắn súng, chân bắn súng tròn. Như ở đây thì đã có bộ chân bắn súng tròn làm sẵn. Ở hoa chân này chúng ta sẽ phải tiện này. Đó, chúng ta tiện hoa tiện cái chân này này, và xung quanh chúng ta sẽ mài tròn, và ở bên mặt trong chúng ta sẽ khoét. Chúng ta khoét làm sao để khi chúng ta đặt cái chân vào nó sẽ ăn khớp với cái trụ lồng mọi người nhé. Đây là cái chân tròn này, chân bằng súng này, và tiếp tục là cửa. Thì đây, cửa là nghệ nhân Hoàng Tiến đã làm sẵn rồi. Cửa này thì chúng ta sẽ chạy chỉ và chúng ta sẽ cắt ghép vào để thành được một cái cửa như vậy. Và chúng ta sẽ đánh dấu nan. Chúng ta đánh dấu nan, lấy cung lấy nan chuẩn. Như Tùng đã hướng dẫn cho mọi người ở trên lồng lá đề, chúng ta lấy nan chuẩn, lấy kích thước chuẩn và chúng ta khoan nan để nó ăn theo với cái khung lồng. Để chúng ta khi kéo cửa lên thì nó sẽ có độ trơn tru và không bị dẹo cửa. Đó, đây là cửa dưới này. Và đây là cửa trên mọi người nhé. Đó. Và đây là hoa chân mọi người nhé. Đây là hoa chân xung quanh của lồng, của chân trụ tròn. Và ngay sau đây thì Tùng sẽ quay clip hướng dẫn cho mọi người cách ghép chân và ghép hoa chân và cửa của lồng bắn súng. Đây, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là ghép chân bắn súng
vào khung lồng. Đây như mọi người cũng đã thấy. Mọi người lưu ý giúp Tùng nhé, khi chúng ta ghép chân ở mặt trước thì chúng ta nên là ghép phẳng theo cái khay phân này, bởi vì nếu chúng ta ghép lồi ra một chút thì chúng ta lắp khay phân vào, chúng ta đẩy khay phân vào nó sẽ mắc chân, nên là chúng ta phải lắp phẳng mọi người nhé. Đây như mọi người đã thấy, chúng ta phải lắp phẳng này đó. Đấy như mọi người thấy thì khi lắp chân vào thì cái chân này sẽ bằng với tang này. Đấy, cái cạnh chân này sẽ bằng với tang thì nó có đường nét của lồng hơn này, nó sẽ đẹp hơn này. Đấy như mọi người thấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gắn hoa chỉ chân. Đầu tiên chúng ta gắn chỉ chân thì chúng ta sẽ gắn chỉ dưới trước. Gỉ chỉ chạy thẳng theo chân trước. Như lồng lá đề thì chúng ta cũng phải mài làm sao để cái chỉ nó ăn vào lồng thì nó sẽ không bị hở ánh sáng. Đấy. Đó, đây là chỉ chân mọi người nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ nhỏ keo cố định cái chỉ lại, và sau khi nhỏ keo xong, sau khi xong xuôi thì chúng ta sẽ khoan chốt giữ. Và tiếp tục là chỉ chạy theo khung lồng. Đó, như mọi người đã thấy thì chúng ta lắp chỉ làm sao như cũng lá đề, chúng ta có sẽ lắp chỉ với cái mặt khung lồng để chúng ta tính làm sao nó có đường cong của lồng, đó nó mềm mại, nó không thô quá thì lên chiếc lồng nó sẽ được đẹp.
Đấy thì sau khi là chúng ta là gắn hoa vào, gắn chỉ vào thì chúng ta sẽ được một bộ chân như vậy. Và sau đây thì chúng ta sẽ khoan chốt chân mọi người nhé, chốt hoa lại, chúng ta sẽ chốt chỉ hoa lại và chốt chân lại để cho nó chắc chắn như cái lồng lá đề Tùng đã hướng dẫn cho mọi người. Đấy, sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành là khoan chốt. Đấy, sau khi khoan chốt chân và đóng chốt xong thì chúng ta cũng sẽ nhỏ keo lại cái chốt lại để cho nó được khỏe cái chỉ hoa chúng ta vừa làm. Đấy, sau khi chúng ta đã chốt chân xong thì chúng ta là tiến hành làm cửa. Thì cửa thì như mọi người cũng đã biết thì giữa cửa lá đề và cửa bắn súng thì nó cũng tương tự như nhau, nên là Tùng sẽ không hướng dẫn cho mọi người nữa. Đây, ví dụ như là chúng ta sẽ là có thanh cửa dưới này. Đó, chúng ta sẽ có thanh cửa dưới, chúng ta vẫn luồn nan như cửa lá đê như mọi người cũng đã xem vừa rồi. Và thanh cửa trên đây, thanh cửa trên, và chốt chặn khay phân đây, như chốt chặn khay phân như mọi người đã thấy đó. Chốt chúng ta có thể là để ở giữa lắm chỗ vanh lồng này, hoặc chúng ta có thể là để tịt xuống dưới, thì đấy là tùy sở thích của mỗi anh em. Và tiếp tục là cái Tùng nói thêm về cái bợ đỡ cầu cống. Thì ở đây là như mọi người đã thấy thì đây là những bộ bợ đỡ cầu cống này, đây là bợ đỡ cầu này, như mọi người đã thấy này. Đó, đây là bợ đỡ cầu và đây là bợ đỡ cống. Cũng soi chỉ mọi người nhé. Đó. Thì bợ đỡ cầu cống như mọi người cũng đã biết thì cái này nó rất đơn giản, thì chúng ta có thể là lắp vào đây. Đây là lồng đấu nên là chỉ có hai cầu thôi, nên là chúng ta sẽ lắp vào đây, bỏ đây cầu cống. Và sau khi chúng ta hoàn thành thì chúng ta cũng được một bộ chân bán súng chạy chỉ như vậy. Đây là bán súng chân trụ tròn mọi người nhé. Đấy, chân tròn này chứ không phải chân vuông mọi người nhé. Thì lồng chim chào mào thì có rất nhiều mẫu, ví dụ như là đây chân trụ bo tròn này, trụ bo tròn này, chân tròn này, và có nhiều mẫu ví dụ như là trụ vuông hoặc trụ bo tròn nhưng mà chân gầy. Đây là chân béo, gọi là chân béo, và chân gầy thì nó chỉ là một cái trụ thắt xuống đến chân này và chúng ta không ốp chân thêm. Đó, nó là cái trụ khung lồng này, nó sẽ là làm chân luôn, chúng ta làm dài luôn. Đó là chân gầy mọi người nhé. Còn đây là chân béo và chân này là chân bo tròn. Thì nó có rất nhiều mẫu, kể cả là bộ chân quỳ. Chân quỳ thì chúng ta cũng có thể là chân quỳ lá đề mặt hổ phù. Lá đề thì chúng ta cũng có thể là trơn, hoặc là chạy hoa văn, hoặc là hoa mai, hoa đục. Rất nhiều mẫu. Và cái bộ chân quỳ thì cũng có loại chân trơn và chân đục. Nên là mọi người thích mẫu nào thì chúng ta có thể là tự làm mẫu đấy được mọi người nhé. Đó, vậy là vừa rồi thì Tùng cũng đã hướng dẫn cho mọi người về cách ghép chân quỳ lá đề và cửa lên khung lồng của một mẫu bộ khung chân quỳ lá đề, và cách ghép chân bắn súng và chạy chỉ hoa của bộ lồng bắn súng. Mọi người là thấy hữu ích thì hãy chia sẻ cho anh em bạn bè được biết để làm theo, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng, và đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận tất cả các clip
mà Tùng lên cho mọi người xem. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Tùng. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo.